Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với Shoptech và em là Thắng Vũ. Sắp tới cũng là ngày lễ Noel 25 tháng 12, ngày mà các bé rất là vui mừng chào đón. Và để khích lệ tinh thần cho các bé thì các bậc phụ huynh cũng luôn luôn muốn tìm một cái sản phẩm phù hợp với túi tiền mà đảm bảo an toàn cho các bé. Và trong video này thì mình cũng xin gửi đến tất cả những anh em một số mẫu ống nhòm phù hợp cho các bé mà trong giá tiền dao động từ 300 đến 500. Không để anh chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng mẫu ống nhòm một. Và đây, mẫu ống nhòm số 1, mẫu ống nhòm Vinucula 10-25. Về mẫu ống nhòm này thì thiết kế bên ngoài khá là đẹp. Cùng với đó bộ kiện nó cũng đầy đủ cả. Cũng có khăn lau. Túi đựng của nó này bằng vải, bên trong có một lớp dù đây, túi bóng để tránh mưa. Và đặc biệt đối với mẫu ống nhòm 10-25 này thì mình đánh giá cao, còn về thiết kế và có thêm một cái dây đeo cổ đây, dây đeo khá là dài. Khối lượng của em này cũng khá là nhẹ để đảm bảo cho các bé đeo mà không bị đau cổ. Cùng với kích thước chiều dài của nó dao động khoảng 10 cm và chiều rộng của nó cũng khoảng 10 cm. Và một điểm mình cực kỳ thích ở mẫu nhôm này đó là cái khoảng cách mắt có thể thay đổi được khá là rộng đây, để phù hợp với tất cả những lứa tuổi. Và đây là một mẫu ống nhòm đang được bán một giá hết sức là ưu đãi cho các bác. Và trong video ngày này thì em sẽ bán cho các bác một mức giá là 300.000, đã bao gồm cả phí ship rồi ạ. Em á, lưu ý là em chỉ bán trong video này là 300.000 bao gồm phí ship ạ. Các bác mua hàng thì hãy comment số 1, mẫu số 1 anh em nhé. Đây, mình sẽ để là tạm bên này. Và đối với tiếp theo, đấy là một mẫu ống nhòm đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đây là một mẫu ống nhòm cao cấp hơn so với mẫu ống nhòm Binocula 10-25 kia. Đây, anh em có thể thấy một chiếc hộp thiết kế hết sức là sang trọng. Và nó cũng có đầy đủ giấy hướng dẫn, một chữ tiếng Nhật cả. Đây, anh em có thể thấy đây, tiếng Nhật. Túi đựng của nó thì nó là bằng vải Inogo bên ngoài. Cũng có một cái dây đeo đây. Bên trong của nó thì cũng có đầy đủ phụ kiện. Có túi hút ẩm này. Đây, túi hút ẩm, khăn lau và dây đeo. Đây là một mẫu ống nhòm chính hãng đến từ Nhật Bản. Và đối với mẫu ống nhòm này thì luôn đề cao cái tính an toàn với độ phóng đại 10x không quá lớn, cùng lấy kích thước tầm khoảng 8x8 cm. Đây là khá là bé trong lòng bàn tay luôn. Độ phóng đại 10 lần cùng với tầm nhìn xa 1000m. Đây là một cái tầm nhìn cùng với cái độ phóng đại là cực kỳ là thích hợp cho các bé sử dụng rồi ạ. Vâng, đây là mẫu ống nhòm thứ hai. Mẫu ống nhòm này thì bên em đang có chương trình khuyến mại còn với giá là 400.000 để gần như để tri ân cho các bác trong thời gian vừa qua mua hàng cho bên em. 400.000 bao gồm cả phí ship anh em nhé. Và đây là một mẫu ống nhòm tiếp theo, mẫu ống nhòm một mắt Bedroom 12-50. Đây là một mẫu ống nhòm một mắt hiện tại đang bán chạy nhất tại Shoptech. Và tại sao nó lại bán chạy như vậy? Thì thứ nhất, mình phải đánh giá là nó phù hợp với cả người lớn và trẻ em. Vì thứ hai là bộ phụ kiện của nó cũng bao gồm đầy đủ khăn lau, dây đeo tay anh em nhé, dây đeo tay. Và túi đựng của nó là thiết kế này khác biệt so với mấy cái loại dòng khác. Thì đây là một túi đựng bằng vải nhung, em có thể thấy đây, vải nhung. Đến với Bedroom 12-50 thì đây là một mẫu ống nhòm, đây là khá là chắc tay, mình cầm khá là chắc tay. Và đây mình để đo xem chiều dài của em này thế nào. Chiều dài của em nó dao động tầm khoảng 15 cm. Và việc sử dụng của mẫu nhòm này hết sức đơn giản. Đầu tiên là các bác xoay cái vòng này. Đây, điều mà các bác rất là thắc mắc để sử dụng thế nào. Đây, đầu tiên mình xoay cái mắt thiết kế như này, cái đệm mắt, và mình chỉnh hết bằng cái vòng xoay này. Đây, và đây, các bác có thể đây, 12-50 HD. Đây là một mẫu nhòm đến từ Đức. Nói với những sản phẩm từ Đức thì luôn đề cao cái độ chắc chắn đây và bền bỉ. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì cái comment xuống dưới số 3 và kèm theo số điện thoại để bên em sẽ có người trích đơn gọi là đặt hàng cho các bác. Và một cái siêu phẩm, mình nói thật sự là một siêu phẩm trong mức giá tầm khoảng 450.000, em không nghe nhầm đâu, 450.000. Túi đựng, hộp đựng đây, và trong bộ phần sản phẩm của nó sẽ có thêm một cái dây đeo đây, một chiếc dây đeo tay, và đây, túi bằng nhung đấy, để cao tính thẩm mỹ cực kỳ tốt. Tới được bằng nhung.
Đây là một mẫu nhòm hai mắt. Đây anh em có thể thấy đây, 12. Ủa, đẹp không bác? Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn ạ. Em đây, mẫu nhòm này thì có cái trường nhìn là 114/1000m và có độ phóng đại 10x cùng với tầm nhìn xa lên đến 1500m anh em nhé. Đây, các bác nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp tới hotline 0958 862 059 để được hỗ trợ và tư vấn. Về đối mẫu ống nhòm này thì có cái chiều dài của nó là gần 10cm cùng với bề ngang của nó đây thì cũng dao động tầm khoảng 10cm. Và đặc biệt ở mẫu ống nhòm này thì sẽ có thêm một cái mắt thiết kính bên phải đây để chúng ta chỉnh nét, chỉnh cận loạn cho các bé mới đầu, các em có tật về mắt thì sử dụng một cách dễ dàng thôi. Vâng, trên đây là bốn mẫu ống nhòm. Đây anh em có thể thấy đây, có kích thước khá là nhỏ gọn. Đầu tiên mẫu ống nhòm số 1 10x25 mức giá là 300.000 và mẫu ống nhòm thứ 2 Nikula 10x22 bán một mức giá là 400.000 và ống nhòm Pet Zoom thứ 3 là có giá là 350.000 và ống nhòm thứ 4 là ống nhòm Binocula 10x25 đây có thể, màu đen này phiên bản limited thì giá của nó là 450.000. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì như mình đã nói từ đầu thì tất cả những đơn hàng đi các tỉnh hay là nội thành sẽ được miễn phí vận chuyển. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ càng nhanh càng sớm càng tốt. Càng nhanh thì sẽ được nhận hàng càng sớm. Thì thế là để chúng ta sẽ có một món quà tặng cho các bé nhân ngày Noel. Vừa rồi thì mình cũng giới thiệu cho tất cả anh em bốn mẫu ống nhòm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo.